Xin chào, mình là Sơn. Mình biết rằng là có rất nhiều các anh em mới tìm hiểu về bộ môn làm nhạc hòa âm phối khí này nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Không biết là bản thân mình cần phải trang bị những kiến thức gì để có thể làm ra được một bản nhạc hoàn chỉnh. Nó giống hệt như cái việc mà bạn muốn đến một địa điểm nhưng lại không có Google Map, không có bản đồ. Để mà tự dò đường đi thì sẽ rất là mất thời gian và chưa biết là bao giờ mới đến được nơi. Đôi khi là còn đi sai hướng mà mình không hề biết. Vậy nên, khóa học này sẽ là cái bản đồ giúp bạn hiểu rõ được con đường trở thành một nhà sản xuất âm nhạc sẽ cần phải đi qua những giai đoạn như thế nào. Dù là bạn có tự học ở nhà hay là đăng ký các khóa học trả phí thì cái việc nắm rõ lộ trình nó vẫn là một cái điều bắt buộc. Biết rõ được mục tiêu, biết được những thứ mình cần thì dù có làm cái gì đi nữa, bạn cũng sẽ thành công. Trong những bài học sắp tới, chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng giai đoạn, những kiến thức mà bạn cần phải trang bị để có thể trở thành một nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.